Xin kính chào bà con và các bạn đang đến với chuyên mục Chuyện Nhà Nông của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng. Thưa bà con và các bạn, nhờ ứng dụng IoT, Internet vạn vật vào giám sát điều khiển, phân tích các thông số về nước, độ ẩm, dinh dưỡng, khí hậu, v.v. các hộ nông dân có thể tiết kiệm được từ 20 đến 50% chi phí điện nước, giảm từ 80 đến 90% công lao động, tăng từ 10 đến 20% năng suất tùy loại cây trồng. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi thực tế qua phóng sự sau. Nhất là mình tải app ở trên máy tính hoặc điện thoại mình xuống thì mình hẹn cái giờ nào mình tưới, thế chế độ cây ớt hoặc cây cà chua nó dùng EC bao nhiêu, BH bao nhiêu thì nó sẽ tự động tới giờ nó sẽ tưới. Còn một chế độ là tưới bằng tay, một chế độ nó bán tự động. Cái chế độ bán tự động này, thí dụ bây giờ mình muốn tưới cái vườn nhà nào, mình 2-3 vườn thì mình muốn tưới vườn nào thì mình chỉ bấm mở van đây. Thí dụ mình nhà mình cái ngõ nước này là cái ngõ ra, rồi cái van của nhà này là một này. Rồi mình không tưới, mình không tưới dưỡng chất, mình bấm nó sẽ, mình hẹn giờ đây nó sẽ tự tưới. Ông Nguyễn Như Thủy ở xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng là một trong hai nông hộ được hỗ trợ ứng dụng công nghệ IoT, Internet vạn vật vào quản lý sản xuất nông nghiệp ở Đức Trọng. Ứng dụng này đã giúp gia đình ông có thể quản lý tốt canh tác trong vườn. Theo ông, từ khi ứng dụng IoT vào sản xuất, chi phí sản xuất giảm thông qua việc tiết kiệm nước, tiết kiệm điện năng, giảm nhân công, giảm lượng phân bón bị rửa trôi, đo chính xác EC, pH của dung dịch phân bón hòa tan. Ngoài ra, khi có việc bận, không có mặt ở trang trại, ông vẫn theo dõi được tình hình cây trồng, điều khiển các thiết bị tưới và bộ châm phân thông qua ứng dụng điều khiển từ xa qua điện thoại thông minh vào bất cứ thời điểm nào. Thông qua các thông số môi trường như độ ẩm đất, nhiệt độ đất, độ ẩm nhà kính, độ EC, pH của dung dịch phân bón hòa tan được đo lường bởi hệ thống cảm biến của thiết bị, sẽ tính toán theo thời gian thực hiện và đưa ra các khuyến nghị về lịch tưới tối ưu, thể hiện qua điện thoại thông minh của người sử dụng ở bất cứ vị trí nào mà không cần có mặt trực tiếp trên đồng ruộng, đồng thời có thể ghi chép nhật ký sản xuất. Trong cái vườn này thì mình hiện tại giờ đang dùng cái hệ thống tưới thông minh của tưới dưỡng chất của công ty Việt Nam mình là công ty Mimosa Tech. Còn trong cái hệ thống này nó có thứ nhất là cái hệ thống tưới điều khiển trung tâm, nó sẽ tưới cái phân rồi cái ECBH mong theo như ý mình mong muốn theo từng loại cây. Còn cái thứ hai nữa là cái hệ thống khi vi khí hậu trong nhà với lại cái cảm biến EC đầu ra sau khi mình tưới là sau khi nước đã thoát ra khỏi giá thể, rồi là độ ẩm trong đất, rồi mình dùng cái đèn huỳnh quang để mà mình khống chế cái thứ nhất là cái nấm bệnh, còn về côn trùng gây hại thì mình dùng cái thiên địch mà của mình mua, mình hợp tác với lại của công ty Festio nhập của mình. Dùng cái hệ thống thông minh này, thứ nhất là nó giảm về cái nhân lực, mình tiết kiệm được cái phân bón và cái nguồn nước, cái nguồn tài nguyên. Cái thứ hai nữa là cái mình quản lý sâu bệnh trên những cái vấn đề đó thì nó không có phải sử dụng tới cái thuốc trừ sâu rồi là thuốc trừ nấm bệnh. Nên là nó rất là khỏe cho những người mình làm ở trong cái nhà kính này. Thực tế là nó rất là nóng mà mình xịt thuốc nhiều, mình đi lại thì nó sẽ gây hại cho mình, chứ không phải là tới lúc mình bán cho người ta mà nó hại. Thứ nhất là mình làm này là mình bảo vệ cho bản thân mình trước. Mình bỏ cái vốn ban đầu nhưng mà cái lợi nhuận về sau này thì mình sẽ lấy lại hơn, tại mình đầu cao, tư cao thì cái sản lượng mình nó cũng cao. Mà cái sản phẩm mình bán ra nhiều lúc mình cũng có thể đi đáp ứng được mọi thị trường, mình vẫn đáp ứng được. Tổng giá trị đầu tư mô hình IoT rộng hơn 5.000 m2 này là hơn 114 triệu đồng. Áp dụng IoT vào sản xuất, không chỉ người nông dân tiết kiệm được chi phí mà giá trị nông sản cũng tăng lên rõ rệt. Việc triển khai xây dựng mô hình IoT trong sản xuất nông nghiệp còn giúp bà con nông dân làm quen và tiếp cận với các công nghệ thông tin để ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, thực sự trở thành xu hướng và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Đồng thời, giúp phát triển nông nghiệp thông minh, sạch, an toàn, bền vững, góp phần xây dựng và củng cố thương hiệu cho rau hoa Đà Lạt nói riêng và của tỉnh Lâm Đồng nói chung.
Bà con nông dân và các bạn thân mến, ngày nay người nông dân đã ngày càng ý thức hơn về việc canh tác những sản phẩm an toàn đến tay người tiêu dùng. Chính vì thế mà việc áp dụng nông nghiệp không hóa chất đang được bà con nông dân rất là quan tâm. Một trong những điều đó chính là việc sử dụng các loại thiên địch hay là những cái bẫy để bắt côn trùng, giúp cho hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở trong vườn. Và ngày hôm nay Kiều Anh mời quý vị cùng gặp gỡ với một nhà nông ở huyện Đức Trọng áp dụng nuôi thiên địch ở trong vườn để giúp cho cây trồng có thể chống lại các loại dịch bệnh. Vâng, xin chào anh ạ. Anh có thể giới thiệu về các loại thiên địch ở trong vườn của mình không ạ? Đây là con thiên địch mà cái tên của nó, mà tên thương mại nó là Wikimax, là mình hợp tác với lại công ty Festiro của Việt Nam. Mình có văn phòng ở trên Đà Lạt, người ta nhập trực tiếp từ bên Hà Lan về để cho mình nhân nuôi trong vườn để nó kiểm soát cái dịch bệnh. Thứ nhất là về những con côn trùng gây hại trong vườn mình như là nhện đỏ, mọ chỉ, bọ phấn, rồi nhện trắng, là nó sẽ kiểm soát cái dịch bệnh cho mình. Vậy thì anh nuôi cái loại thiên địch này bao lâu rồi, và anh có thể chia sẻ một số những cái kinh nghiệm cá nhân trong cái việc nuôi thiên địch thành công hay không ạ? Anh nuôi thiên địch này đã được 2 năm. Nên là nó, cái này nuôi con này thì cái vấn đề khó thì mình khi mình làm hợp đồng thì bên công ty sẽ cử những chuyên gia của người ta, những kỹ sư nông nghiệp, người ta sẽ hướng dẫn mình cách, thứ nhất là cách nhân nuôi trong vườn như thế nào, xịt thuốc nào mà không được, mà thuốc nào mới xịt khi mà trước khi mình thả, để khi mình thả xuống thì cái con này nó rất mẫn cảm, nó giống như con tằm, dùng nó bị thuốc là nó sẽ chết, nên mình phải phải không được xịt thuốc thì nó mới sống được. Và nuôi thì nó cũng cái này đòi hỏi là một cái nghiêm ngặt nhất về cái hóa chất. Mình không được xịt hóa chất, mà mình đã xịt nên là những thuốc nấm rất nhìn rất đơn giản, nhưng mà mình xịt nên là con này nó sẽ chết ngay, nó không sinh sôi nảy nở được. Mà khi mà mình nó chết đi là mình phải nhập cái thứ mới, mà phải có thời gian. Thí dụ như cái thuốc nấm mà có những dòng thuốc nó tới 3-4 tuần mình thả con này nên nó vẫn chết lại thì mình lại mất tiền nữa. Nên là cái này nó phải có sự hướng dẫn của những công ty, của kỹ sư, của người ta hướng dẫn. Thì mình làm 1-2 vụ thì mình kinh nghiệm lên, thì mình cũng tự mình, nhất là mình thả nó này, mình từ khi mình trồng cây ớt xuống là mình phải ghi nhật ký trong vườn, có nghĩa là mình cái đầu OC, đầu ra đầu vô của mình cũng đã phải kiểm soát được nhật ký rồi. Rồi là cái dịch bệnh mà trong cái nhà mình là mình vẫn phải ghi chép tỉ mỉ, để mà khi mà mình muốn thả nó xuống thì nó sẽ có những cái gì mà nó hại hay là không hại thì mình mới thả được. Vâng, như vậy thì trong quá trình mà nuôi thiên địch thực tế ở trong vườn thì anh thấy là cái loại thiên địch này nó có mang cái giá trị thực tế đến cho vườn của mình hay không ạ? Nói thực tế là nó rất là tốt trong khu vườn của mình. Thứ nhất là trong vườn mình là không có hóa chất độc hại, và cái người làm cho mình cũng tốt. Rồi là cái về cái tài vấn đề về 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 cái nguồn vốn mà mình bỏ ra thì nó mắc hơn so với mình xịt thuốc, nhưng mà mình là quản lý được cái dịch bệnh, mình không phải lo về vấn đề là mình ngày này phải mua thuốc gì, ngày mai phải mua thuốc gì để mình điều trị cái con bọ chị hay con nhện của mình nó đã kháng thuốc. Cái này là mình không cần. Như vậy là hiệu quả mình thấy rõ ràng là không có ở trong vườn. Nó kiểm soát là ở trong vườn là rất là tốt cái bọ chị và bọ phấn. Nói chung là rất là tốt cho sức khỏe, đó thứ nhất là cho mình và cho người khác nữa, chứ không phải là chỉ cho mình không. Thứ nhất là người làm của mình, hay mình ra vô mình có coi vườn rồi mình coi cái ớt mình rờ thì cũng phải hóa chất, thì nó cũng nhiễm vào người mình. Còn cái này là mình không có hóa chất gì, cho nên là mình thấy người mình nó khỏe cả đã. Chứ bây giờ mình mang tiếng mình xịt thuốc mà chứ về sau này nó tác hại là mình đâu có biết được. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh ạ. Thưa bà con và các bạn, giai đoạn sầu riêng đầu trái thì vấn đề bà con nông dân quan tâm nhất là làm sao đảm bảo tỷ lệ đầu trái cho cây sầu riêng, tránh thất thoát rụng trái hàng loạt. Phần cuối của chuyên mục kỳ này, mời bà con và các bạn cùng tìm hiểu cách tăng tỷ lệ đầu trái cho cây sầu riêng. Sầu riêng là loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao. Để cây có thể cho năng suất cao, nhà vườn cần có biện pháp nhằm tăng tỷ lệ đầu trái trên cây sầu riêng. Thông thường một cây sẽ cho ra rất nhiều hoa, nhưng để trái đạt chất lượng thì chỉ giữ lại từ 100 đến 250 trái một cây.
vì nếu giữ trái nhiều sẽ làm cây suy yếu, có thể sẽ không ra hoa cho vụ mùa tiếp theo, do đó chỉ nên giữ lại những trái tốt. Để tăng tỷ lệ đậu trái trên cây sầu riêng, theo thạc sĩ Mai Văn Trị, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ, nhà vườn cần thực hiện các biện pháp sau. 1. Đảm bảo cây có sức khỏe tốt. Cây được chăm sóc tốt ngay sau khi thu hoạch, tỉa cành tạo tán, bón phân, tưới nước. 2. Tăng cường biện pháp tụ phấn bổ sung nhằm cải thiện chất lượng của quả, tăng năng suất thu hoạch. 3. Trồng nhiều loại sầu riêng trong vườn. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ thích hợp cho những vườn sầu riêng chuyên canh có diện tích lớn. 4. Tạo điều kiện cho động vật tụ phấn vào vườn, ví dụ như dơi. 5. Có các biện pháp phòng trừ sâu bệnh thích hợp. Nếu sức khỏe cây yếu thì tỷ lệ đậu quả sẽ thấp. Tóm lại, để cây sầu riêng có tỷ lệ đậu quả cao, thì điều quan trọng là cây phải được chăm sóc tốt, phòng ngừa sâu bệnh ngay sau khi thu hoạch bằng các biện pháp tổng hợp. Bà con và các bạn thân mến, chuyên mục Chuyện nhà nông kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, tạm biệt.